Cập nhật diễn biến nóng chiến sư Nga-Ukraine sáng ngày 29 tháng 10 Hello tên lửa bí ẩn lần đầu tiên được Israel sử dụng tấn công Iran Iran choán phán vì sứ mệnh trả thù được tính toán của Thủ tướng Israel Netanyahu Israel tấn công các mục tiêu tối mật khiến Iran không thể công khai thiệt hại tư lệnh Iran cảnh báo Israel hậu quả không thể tưởng tượng về cuộc đáp trả mới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trong cuộc tấn công Iran, Israel được cho là đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo Air Lura. Không quân Israel mới đây đã thực hiện chiến dịch quy mô lớn những ngày ăn năn tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Trong quá trình tác chiến, máy bài chiến đấu của không quân Israel đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Elora đầy bí ẩn. Cần lưu ý rằng loại đạn tấn công nơi trên chính phiên bản sửa đổi của tên lửa bắn đạn đạo chiến thuật LoRa, vốn thuộc loại đất đuôi đất. Đây là một loại vũ khí tương tự Iskander-M của Nga. Do vậy, Elora là sự làm lại của tổ hợp LoRa trên mặt đất, tức là có cùng triết lý biến Iskander-M thành Kinshan. Hiệu quả của việc không quân Israel sử dụng Elora được chứng minh bằng vòng tròn sai số tối thiểu dưới 10 mét khi oanh tạc các xưởng thuộc nhà máy sản xuất tên lửa ở Bashin. Dữ liệu được ghi lại bởi vệ tinh giám sát bề mặt trái đất của công ty Mỹ Planet Labs. Tên lửa đăng đạo Air Lura được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính INS tiên tiến và có khả năng chống nhiễu cao, đồng thời có khả năng thực hiện động tác thao diễn phức tạp với tình trạng quá tải lớn ở tốc độ di chuyển khá cao nhằm vô hiệu hóa khả năng đánh chặn. Có lẽ chính vũ khí này đã tấn công từ 2 đến 4 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300 BMU-2 của Iran, vốn được triển khai bao phủ khu vực bầu trời phía trên nhà máy Bashin. Mới đây, thậm chí tập đoàn AIA của Israel đã tung ra đoạn video giới thiệu tên lửa đạn đạo Elora, trong đó trình diễn khả năng tiêu diệt hệ thống phòng không S-300 BMU-2 S-400 trong một miệng núi chết. Nằm ngoài tầm chiếu xạ của radar, 30 Ensoi và 92 Ensoi. Trước tình hình trên, báo chí nga nhận định việc thất bại của hệ thống phòng không Iran có liên quan đến việc họ không tuân thủ nguyên tắc phân tán radar trên mặt đất nhằm lấp điểm mù. Bên cạnh đó, không quân Israel cũng sử dụng tên lửa đạn đạo Rocks tầm bắn lên tới 500 km và có thể là các phiên bản khác nhau của Sparrow, Black Sparrow, Blue Sparrow và Silver Sparrow có cự ly tác chiến 2.000 km tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Blue Sparrow là đạn mục tiêu để thử nghiệm hệ thống phòng không của Israel, nhưng vẫn có khả năng mang đầu đạn nổ mạnh. Đồng thời, tên lửa tầm xa Grosz cũng sử dụng tân gia tốc tương tự Sparrow. Đối với không quân Iran, mặc dù chưa rõ lý do, họ thậm chí còn không cố gắng đánh chặn các máy bay chiến đấu F-16i, F-15i và F-35i của Israel trên không phận vào thời điểm tiêm kích không quân Israel tiến sát tới địa điểm phóng tên lửa. Iran choáng phán vì sứ mệnh trả thù được tính toán của Thủ tướng Israel Netanyahu. Iran đã lớn tiếng về sự yếu kém của Israel, nhưng khi tên lửa hành trình đầu tiên tấn công vào lúc 2 giờ 15 phút sáng 26 tháng 10, người Iran dường như hoàn toàn không chuẩn bị. Khi Iran điều động máy bay và tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công của Israel bằng hệ thống phòng không lỗi thời, chỉ vài phút sau, những cột khói đã bốc lên xung quanh Tehran. Sau đó, Iran thừa nhận rằng thủ đô của nước này đã bị tấn công trong một chiến dịch của lực lượng phòng vệ Israel, ITF, kéo dài 4 giờ. Trong đó có mục tiêu hạt nhân và dầu mỏ quan trọng bị Israel bỏ qua dưới áp lực từ Mỹ nhằm tránh leo thang xung đột ở Trung Đông. Sau nhiều tuần đồn đoán, rò rỉ thông tin và giao tranh dữ dội với lực lượng ủy nhiệm của Iran tại biên giới, Israel cuối cùng đã có động thái trả đũa vụ tấn công tên lửa của Tehran vào tháng trước được đặt tên mã là những ngày ăn năn, Israel tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành sau khi ném bom các mục tiêu quân sự chiến lược trên khắp Iran và gây ra sự hoảng loạn tại các thành phố của Iran vào thời điểm các máy bay chiến đấu trở về nhà. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hứa rằng Iran sẽ phải trả giá sau khi phóng loạt 180 tên lửa và máy bay không người lái tấn công Jerusalem và Tel Aviv vào ngày 1 tháng 10. Vào sáng sớm ngày 26 tháng 10, ông Netanyahu ngồi trong phòng chiến tranh, mặc áo khoác phao đèn và áo sơ mi xanh khi lệnh bắn những tên lửa đầu tiên về phía Tây Tranh. Phía Nam Khuzestan và phía Tây tỉnh Ilam được đưa ra. Bên cạnh ông là Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các tướng lĩnh tại trụ sở lực lượng phòng vệ Israel ITF ở Kirya, cho khi các máy bay chiến đấu nhắm vào các nhà máy và cơ sở lưu trữ được sử dụng để sản xuất vũ khí được phóng đi cách đó 1.500 km, theo hướng ngược lại 3 tuần trước. Vào một thời điểm nào đó, Thiếu tướng Hershey Holevy, người chỉ huy nhiệm vụ, được nhìn thấy có vẻ căng thẳng khi tướng Tomer tư lệnh không quân, ra chỉ thị trên điện thoại quân sự khi đợt tấn công đầu tiên vào hệ thống phòng không của Iran đã hoàn tất. Khi tên lửa đầu tiên được bắn đi từ máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh F-35 tấn công, Iran đã cố gắng hạ thấp tác động của cuộc tấn công khi xuất hiện các video cho thấy đường chân trời khải huyền của Tây Hình. Các quan chức Mỹ và Israel tuyên bố đã diễn ra ba đợt không kích, đầu tiên là nhắm vào hệ thống phòng không của nước này. Tiện trích của tên lửa đạn đạo lao xuống đất trước khi đâm vào mục tiêu, theo sau là những tia chớp màu đen trên bầu trời và âm thanh giống như phong hòa, khi Iran cố gắng bắn hạ các tên lửa đang bay tới bằng những gì còn lại của hệ thống phòng không. Hàng chục máy bay chiến đấu của Israel được hỗ trợ bởi máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay do thám, sau đó đã quay trở lại với hai đợt tấn công nữa vào các căn cứ và nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa có thể được sử dụng để lặp lại các cuộc tấn công gần đây nhất của Iran nhằm vào Israel. Tại Khuzestan, bầu trời nhiều mây xám xịt sáng lên khi tên lửa phát nổ tại sân bay quân sự Dezfun và một địa điểm tên lửa đất đối không gần đó. Khói bốc lên từ căn cứ không quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC gần thị trấn Kosia. Trong khi máy bay Iran được cho là đã bay qua Tehran nhưng không gây ra tác động nào. Trong cơn tuyệt vọng, một số lực lượng Iran đã dùng đến các biện pháp thô sơ, cố gắng vô ích khi sử dụng súng phòng không để nhắm vào tên lửa tầm xa. Các vụ nổ cũng được báo cáo tại Isfahan, nơi có một căn cứ quân sự và một nhà máy sản xuất tên lửa, cũng như tại Mashhad, nơi có một sân bay của Iran. Trong số các mục tiêu khác bị tấn công có trụ sở của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay quốc tế Imam Khomeini gần Tehran. Một trong số nhiều máy bay không người lái của Israel cũng tấn công căn cứ quân sự bí mật Bashin ở ngoài ô thủ đô, chiếc máy bay tự động còn lại bị bắn hạ. Bốn binh sĩ Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích, bao gồm một sĩ quan tương đương cấp bậc thiếu tá trong khi Bộ Chỉ huy quân đội Iran kêu gọi người dân duy trì sự đoàn kết và bình tĩnh trong cuộc khủng hoảng. Các tài xế vẫn xếp hàng mua nhiên liệu từ trước khi mặt trời mọc. Rất lâu sau khi những chiếc máy bay cuối cùng của Israel quay trở về, không phận Iran vẫn đóng cửa cho đến tận 9 giờ sáng. Trong những gì mà Israel đã nói với các đồng minh để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa, Israel dường như đã dừng lại trước khi tấn công các cơ sở hạt nhân và nhà máy lọc dầu có thể tàn phá Iran. Theo vào đó, tập trung vào việc ngăn chặn các mối đe dọa trước mắt đối với nhà nước Israel. Israel được cho là đã sẵn sàng tấn công trong nhiều ngày, mặc dù một số chi tiết về kế hoạch đã bị rò rỉ từ Mỹ. Theo một số báo cáo, họ phải đợi tới sáng thứ Bảy, 26 tháng 10 vì thời tiết. Israel tấn công có mục tiêu tối mật khiến Iran không thể công khai thiệt hại. Israel đã giữ đúng cam kết với Mỹ khi không tấn công các cơ sở hạt nhân và cơ sở năng lượng Iran. Nhưng Israel có khả năng đã tấn công các cơ sở quân sự tối mật của Iran. Truyền thông Israel hôm 28 tháng 10 cho biết, theo tờ Times of Israel, một trong những lý do cho thấy Iran có thể đã che giấu thiệt hại là vì Tehran ban đầu hạ thấp quy mô và cường độ của tấn công, nhưng giới chức Iran sau đó đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ tướng Ismail Khashri, thành viên Hội đồng An ninh tối cao Iran, quan chức lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC nói, Israel phải trả giá cho hành động xâm phạm bầu trời Iran và người Israel phải quen với thực tế sống trong hầm trú ẩn. Trước đó, Mỹ và Israel tin rằng cuộc tập kích quy mô vào sáng sớm ngày 26 tháng 10 đã gây hư hại đáng kể cho mạng lưới phòng không và chương trình tên lửa của Iran. Chi tiết thiệt hại không được công bố. Theo tờ Time of Israel, Israel nhiều khả năng đã tấn công các cơ sở quân sự tối mật mà Iran không thể công khai với công chúng. Các cơ sở này có thể đóng vai trò trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Một trong các cơ sở đó nằm ở thành phố Karay, phía tây bắc Iran. Nhiều hệ thống phòng không được Iran bố trí ở thành phố này đã bị trúng đòn tập kích của Israel. Karay là nơi Iran có ngành công nghiệp máy ly tâm phục vụ chương trình hạt nhân, hoàn toàn có khả năng các cuộc tấn công của Israel vào thành phố này không chỉ giới hạn ở các hệ thống phòng không, báo Israel nhận định. Cơ sở máy ly tâm từng là mục tiêu của một cuộc tấn công lớn vào năm 2021. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, nhưng theo AFIP chưa bao giờ nhận trách nhiệm. Theo tờ New York Times của Mỹ, Israel cũng tập kích căn cứ quân sự tối mật Bashin ở ngoài ô Tehran. Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy căn cứ Bashin bị hư hại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA từng cáo buộc Iran sử dụng căn cứ làm nơi thử thuốc nổ mạnh. Loại thuốc nổ này được Iran thiết kế với mục đích kích hoạt vũ khí hạt nhân. Các thành sát viên IAEA từng yêu cầu được thị sát căn cứ Bashin, nhưng Iran từ chối với lý do đây là cơ sở quân sự tối mật. Trong chuyến thị sát khiếm hoi tới căn cứ của cựu giám đốc IAEA Yukiya Amano, cơ quan đã thu thập mẫu đất và phát hiện dấu vết của uranium được làm giàu. Iran đã bắt bỏ phát hiện này của IAEA. Nền tảng cho các cuộc tấn công tiếp theo Theo tờ Time of Israel, Troy Vip đã đặt nền tảng cho các cuộc tấn công trong tương lai bằng cách phá hủy nhiều hệ thống phòng không hiện đại của Iran, bao gồm tổ hợp S-300. Theo báo Mỹ Conchit Journal, Iran sở hữu 4 hệ thống S-300 và cả 4 hệ thống này đều đã bị Israel đánh trúng. Theo một quan chức ngành năng lượng Iran, nếu Israel tiếp tục gián đoạn tập kích trong tương lai, các cơ sở năng lượng Iran có nguy cơ thiệt hại nặng vì thiếu hệ thống phòng không bảo vệ. New York Times cho biết, theo các báo cáo, Israel cũng được cho là đã gián đoạn làm tê liệt ngành công nghiệp tên lửa của Iran với việc tập kích ít nhất 12 máy trộn được sử dụng để chế tạo nhiên liệu rắn dùng trong tên lửa đạn đạo tầm xa. Một số báo cáo khác đưa ra con số máy trộn bị tấn công là 20. Các thiệt hại trên sẽ ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của tên lửa đạn đạo Kaiba và Qashem, hai mẫu tên lửa chủ lực được Iran sử dụng để tấn công Israel vào ngày 1 tháng 10. Tờ Time of Israel dẫn nguồn tin cho biết, ngành công nghiệp tên lửa Iran sẽ mất khoảng 2 năm để phục hồi. Giới chức Mỹ và Israel tin rằng Iran tạm thời không thể sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo và cần nhiều sự trợ giúp của nước ngoài năng lực cung cấp tên lửa đạn đạo cho các lực lượng ủy nhiệm như Houthi và Hezbollah cũng bị ảnh hưởng. Theo tờ Time of Israel, Tư lệnh Iran cảnh báo Israel hậu quả không thể tưởng tượng về cuộc đáp trả mới. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami hôm 27 tháng 10 đưa ra cảnh báo nhằm vào Israel trong lá thư gửi tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Abdurrahim Musavi. Trong thư, tướng Salami gửi lời chia buồn sâu sắc vì sự hy sinh của bốn quân nhân trong cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào Iran. Ông Salami viết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các đồng đội, các chỉ huy, cán bộ quân đội cũng như các gia quyến liệt sĩ. tôi lệnh IRGC cho biết thêm rằng hành động phi pháp của Israel đã thất bại do các hệ thống phòng không Iran sẵn sàng ngăn chặn. Điều này cũng cho thấy những tính toán sai lầm và bất lực của châu aip trên mặt trận quân sự. IRGC là lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Iran với cơ cấu chỉ huy và vận hành tách biệt với quân đội chính quy. Tướng salami cũng gửi thông điệp cảnh báo Israel. Dĩ nhiên, hậu quả cay đắng sẽ là không thể tưởng tượng được đối với Israel. Tướng salami viết trong thư. Lực lượng phòng không Iran hôm 26 tháng 10 tuyên bố đã ngăn chặn thành công cuộc tập kích của Israel. Tuy nhiên, chi tiết thiệt hại vẫn đang được xác minh. Theo truyền thông nhà nước Iran, bốn quân nhân thiệt mạng đều thuộc lực lượng phòng không đồn trú tại căn cứ Khatam al anbiya Danh tính những người thiệt mạng gồm thiếu tá Hamser Sahadie, trung sĩ Mohammad Madi, Shakro Kifa, thiếu tá Shashat Masuri và trung sĩ Madi Nathadi. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Arashi nói quốc gia có quyền đáp trả hành động tấn công của Israel và sẽ đáp trả vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi sẽ không tha thứ vì máu đã đổ. Chúng tôi có quyền đáp trả hành động tấn công của Israel và sẽ đáp trả vào thời điểm thích hợp. Ông Arashi phát biểu khi tham dự Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran. Phát biểu hôm 27 tháng 10, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng Iran không cần phóng đại vụ tấn công của Israel, nhưng cũng không thể xem nhẹ vụ việc hành động của Israel không nên bị phóng đại, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Giáo chủ Iran tuyên bố, nói thêm rằng Israel đã phạm sai lầm khi tấn công Iran. Ông Khamenei nói thêm, họ không biết về Iran, họ không biết về những thanh niên ở Iran, họ không biết về sức mạnh, năng lực, sự thông minh và ý chí của đất nước Iran. Chúng ta phải cho họ thấy tất cả những điều đó. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình – xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptv gmail com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp